Vâng, em Việt xin gửi lời chào đến quý anh chị khách hàng trên mọi miền tổ quốc cùng quay trở lại với kênh YouTube Việt Thế Chất với hotline tư vấn là 0968228889. Ngày hôm nay thì em Việt lại mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe được rất nhiều người ưa thích trong phân khúc sedan hạng D đến từ thương hiệu Toyota của Nhật Bản. Một chiếc xe có thể nói là rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam rồi. Vậy thì trước mặt các bác, ngày hôm nay showroom em mới về đó chính là một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0e số tự động, sản xuất là năm 2015 các chị nhá. Một chiếc xe không chỉ mang lại cho chúng ta với một không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi, sang trọng, mà kể cả cái phần ngoại thất thì các bác có thể thấy là thiết kế của Camry thì ít bị lỗi thời theo thời gian. Và quan trọng nhất, một cái điểm mà dòng xe này được ưa thích đó chính là độ bền và lành, chi phí vận hành sửa chữa thay thế linh kiện rẻ. Vậy thì ngày hôm nay với một cái mức giá chỉ loanh quanh 500 triệu thôi. Đấy, có nghĩa là rẻ hơn những chiếc Vios G, nhưng các bác đã có thể sở hữu cho mình được chiếc sedan hạng D mà còn rất chất lượng này. Vậy thì chi tiết chiếc xe nó như thế nào thì ngay bây giờ xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng em Việt dành ít phút để theo dõi cũng như đánh giá tổng thể chất lượng của chiếc Camry 2.0e 2015 này các chị nhá. Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay vào phần đầu xe. Thì các bác có thấy là cái thiết kế của chiếc Camry thực sự rất xứng đáng để nó là ông vua trong một khúc xe hạng D. Nhìn cái form nó bệ vệ đúng không ạ? Nó đẳng cấp, nó sang. Và chúng ta có thể thấy dù là phiên bản 2.0e nhé, nhưng mà chiếc xe vẫn được trang bị giải đèn LED định vị ban ngày, bóng đèn bi. Đấy, và kể cả phần đèn gầm thì các bác có thể thấy giùm theo thời gian này. Đấy, nhưng mà chủ nhân cũ phải nói là đi cũng khá là giữ gìn nên chúng ta thấy là cái chất lượng của nó còn rất hoàn hảo. Đúng không ạ? Và đây em quay cho các anh chị chúng ta kể cả những cái đường mép giữa phần thân xe và phần cản phía trước nhé. Nó thẳng tắp tắp, nó không có khe hở. Đấy, đó là một cái để mà chúng ta có thể thấy là chiếc xe nó không bị va chạm ở phần đầu xe, đúng không ạ? Các chi tiết chrome theo thời gian nhưng mà đến bây giờ nó vẫn còn sáng bóng như mới tinh luôn các chị nhá. Camry ở thế hệ này thì các bác có thể thấy là cũng được rất là nhiều người thích vì kiểu dáng nó không bị lỗi thời, đúng không ạ? Kiểu dáng không bị lỗi thời và nhìn nó vẫn có một chất riêng khác với những cái dòng xe phân khúc hạng D khác đến từ các thương hiệu Nhật như là Mazda 6 hoặc là những chiếc như Honda Accord, thì có thể nói là Camry thực sự vẫn luôn là một lựa chọn hàng đầu với những người yêu thích sự bền bỉ và lành tính. Và nó có một cái vị trí khá là cao trong lòng người tiêu dùng Việt Nam, đúng không ạ? Theo thời gian xe được trang bị la răng đa chấu nhá. Và các bác có thể thấy là chiếc xe này thì la răng của nó là 16 inch, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Ngoài ra thì chúng ta có xi nhan tích hợp trên gương này. Tay nắm cửa thì mạ chrome. Đấy, và toàn bộ viền cửa kính thì các bác có thể thấy là nó cũng được nẹp những chi tiết chrome, giúp cho phần ngoại thất của chiếc xe thêm phần sang trọng. Màu đen thì gần như là màu đẹp nhất của Camry rồi. Đấy, màu mà chúng ta hay ví đó là màu của quyền lực, đúng không ạ? Và tiếp tục thì chúng ta có thể đi về phần đuôi phía sau của chiếc Camry này cái gì nhá. Thì các bác có thể thấy là với chiếc xe này thì kể cả phần đèn hậu phía sau của nó thiết kế cũng khá là to bản. Đấy, tạo điểm nhấn. Đấy, và xe được trang bị giữa những giải đèn LED kết hợp với bóng đèn halogen. Và chúng ta cũng có một cái thanh nan chrome kết nối cái phần đèn hậu phía sau của chiếc xe này. Đấy, và logo 2.0 của phiên bản 2.0e. Đấy, và có đằng sau thì chúng ta thấy là nó còn được trang bị cả cảm biến cảnh báo va chạm phía sau, được chưa ạ? Xe thì em Việt cam kết là không đâm đụng, không va chạm nhé. Các bác có thể là đem đi kiểm tra check test. Đấy, hoặc là đem ra chính hãng kiểm tra lại một lần nữa trước khi mà chúng ta giao dịch với chiếc xe này. Tổng thể ngoại thất của xe thì các bác thấy là còn khá là ổn theo thời gian. Đấy, sơn xi bên ngoài đẹp nhé, ít vết xước sát. Đấy, một chiếc xe 2015 nhưng mà thực sự là nó vẫn còn rất là chất lượng. Và với cái tầm tiền bây giờ thì thực sự đây vẫn là một cái lựa chọn rất đáng để các bác tham khảo. Vậy thì đó là ngoại thất của chiếc Camry. Bây giờ thì để giúp các chị chúng ta đánh giá chất lượng kỹ lưỡng hơn thì em mời các bác chúng ta mở cửa và đi vào nội thất bên trong của xe này được không ạ? Vâng, và như em nói là đây là một chiếc xe hạng D thì chiếc Camry nó mang đến chúng ta với một không gian nội thất bên trong rất rộng rãi. Và quan trọng nhất thì các bác có thể thấy là so với những đối thủ thì cái không gian nội thất của chiếc xe này thì nó hướng tới sự sang trọng, đúng không ạ? Và chúng ta vẫn cảm nhận được cái sự khác biệt so với những chiếc xe trong cùng tầm tiền. Vậy thì đầu tiên chúng ta có vô lăng 4 chấu bọc da cao cấp, được chưa ạ? Nội thất thì được trang bị ghế da màu kem. Đấy, ở giữa đục lỗ thông hơi nhá, thì chúng ta ngồi vào cảm giác không bị bí và còn mát, đúng không ạ? Phiên bản này thì nó sẽ được trang bị hai ghế trước đều có chỉnh điện nhá chị nhá. Đều có chỉnh điện này. Đấy, và một cái điểm rất là hay của Camry thì đó là các bác có thể là chỉnh độ gập hay là độ lên xuống của ghế phụ thông qua những cái nút bấm ở phía cạnh này. Đấy, một cái tính năng rất là tiện lợi để cho người ngồi sau chúng ta có thể là chỉnh cái ghế phụ để tăng cái khoảng không cho hàng ghế sau, thêm độ rộng rãi. Trên vô lăng thì các bác có thể thấy là tích hợp một vài phím bấm chức năng thôi. Đương nhiên thì Camry nó ở thế hệ này thì nó vẫn chưa được trang bị nhiều công nghệ. Nhưng mà với những ai mà yêu thích bền lành thì thực sự là với những chi tiết option như này nó cũng khá là đủ, đúng không ạ? Khá là đủ chúng ta có thể là nghe nhạc này, hoặc là điều khiển chiếc xe một cách thoải mái nhất.
Và các bác có thể thấy ngay giúp em nhé, các chi tiết ở cửa gió điều hòa thì đây, rất đẹp này, và có thêm những chi tiết được ốp vân gỗ, nhìn nó sẽ sang hơn. Trên này chúng ta có nhựa nhưng mà họ thêm những đường may chỉ tạo điểm nhấn. Và mức công tơ mét hiện tại của xe thì đây, các bác có thể nhìn giúp em nhé, 8.1 được chưa ạ? Bao zin qua kể cả công tơ mét nhé. Ngoài ra thì chúng ta có đồng hồ hiển thị giờ ở phía trên này. Con này thì được trang bị vẫn đầu đài nguyên bản các bác nhé. Vâng, đầu đài nguyên bản, hệ thống điều hòa của xe ấy, thì nó là hai vùng. Đây, đấy, hai vùng độc lập được chưa ạ? Ngoài ra thì chúng ta vẫn có rèm điện đằng sau này. Đấy, thì các bác đây. Đấy, các chị chỉ cần ấn một nút ấn thôi thì rèm của nó sẽ tự động hạ xuống. Tất cả mọi chức năng của xe hoạt động cách trơn tru bình thường nhé. Khu vực cần số thì các bác cũng có thể thấy là nó vẫn được các chị trang bị chi tiết những vân gỗ. Nhìn nó sang, đúng không ạ? Vâng, và chúng ta có cân bằng từ chống trơn chống trượt này. Chìa khóa thông minh và đề nổ start top nhá. Đây, các anh chị nhìn ra có chi tiết của nó này, còn rất là đẹp luôn. Đó, và đây trần này, trần nỉ. Nỉ này nhìn nỉ nhung, các bác sờ vào cảm giác rất là mềm mịn, được chưa ạ? Và chủ nhân cũ thì giữ cũng khá sạch đẹp nhá. Tất cả đều còn nguyên zin nguyên bản, toàn tập cho các anh chị Trans Z nhá. Và đây các chi tiết các anh chị ra thể nhìn giúp em này, các chi tiết bản lề này. Đó, tắp pin cửa thì các anh chị thể thấy là họ cũng sử dụng khá là nhiều tông màu, màu đen, màu kem. Đấy, và cái chi tiết ở khu vực phím bấm này thì chúng ta thấy là được ốp vân gỗ, và toàn bộ kính của nó là đều là kính auto rồi này. Đấy, kính auto nhá. Và đây các anh chị có thể nhìn cho em là từ con ốc bản lề này, từ cái móc khóa này, tất cả từ cái tem mác này, đấy, đều còn nguyên zin nguyên bản, được chưa ạ? Và tiếp tục với cái hàng ghế thứ hai thì quý anh chị có thể thấy cái độ rộng rãi mà chiếc Camry nó mang lại chúng ta, đúng không ạ? Hàng ghế sau là chúng ta ngồi thoải mái 3 người lớn, và có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau nhá. Và chất lượng ghế thì các bác có thể là quan sát giúp em này. Đó, còn rất ổn nhá. Đây ạ, quá tuyệt vời luôn. Và đây là chi tiết các bác có thể quan sát giúp em này. Đấy, kính auto nhá. Đấy, các chi tiết bản lề đây, nguyên zin nguyên bản. Các anh chị chúng ta mua này về thì chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Và tiếp tục thì chúng ta có thể là mở luôn cho em phần cốp này. Thì các bác có thể thấy là chiếc xe này mang đến chúng ta cái không gian cốp phải nói là rất là rộng, đúng không ạ? Thoải mái các chúng ta để đồ nhá, đúng không ạ? Và đây, hãy quay tiếp cho các chúng ta cái cốp phía dưới này. Thì các anh chị thể thấy là có lốp dự phòng nhá, và đồ đạc kích thay thế, được chưa ạ? Vẫn còn nguyên bản đó. Đấy, các anh chị ta mua này thì rất là yên tâm. Cốp rộng, và đây các chi tiết khu vực máng nước, các bác có thể thấy là vệt đinh tán của nó này. Cái này là bụi sơn đánh bóng nhá. Đấy, các bác thấy cho em này. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Đấy, nó không bị va quệt, nó không bị sơn phủ lên, chúng ta thấy những vệt đinh tán nó vẫn còn đây. Đó, rất là ổn áp. Và tiếp tục thì các anh chị ta có thể quan sát cho em cái bản tapi cánh cửa bên này. Đấy. Và là các chi tiết các anh chị có thể thấy là còn rất ok này. Đó, thực sự rất ok nhá. Bên này thì các bác cũng có thể thấy là xe được trang bị ghế phụ cũng là chỉnh điện này. Đấy, các chi tiết ốc bản lề đây. Đấy, còn rất ổn luôn. Đúng không ạ? Phải nói là con này thì các bác về mua về là chỉ việc đổ xăng là chạy thôi nhá. Đấy, các chi tiết các bác có thể quan sát cho em. Còn rất ổn nhé, tapi cánh cửa này. Đấy, màu kem. Màu kem thì nhìn nó sáng màu, nó tươi, đúng không ạ? Vậy thì đó là nội thất và ngoại thất của chiếc Camry. Bây giờ để giúp các chị ta đánh giá chất lượng kỹ lưỡng hơn thì em sẽ mở nắp capo nhé, và chúng ta kiểm tra tới cái khoang động cơ bên trong xem tình trạng nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng, ok không ạ? Vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 2.0 của chiếc Toyota Camry nhá. Máy VVT-i VW, được chưa ạ? Và em đang nổ máy nhưng các bác thấy là tiếng máy nổ rất là êm này. Và con này thì bao zin bắt từ doang dần cò luôn các chị nhá. Các bác nhìn cho em này. Đấy, máy nổ rất êm. Đấy, cái chi tiết phần mép đèn này, tem mác đầy đủ hết này. Cabo thì các bạn cũng có thể quan sát cho em nhá. Đấy, các chi tiết của xe này. Đó. Rất ổn luôn, đúng không ạ? Đấy, máy số zin nhá, các bác nhìn cho em này, cái ủ chân máy ở phía dưới này vẫn còn nguyên vạch sơn đánh dấu trong hãng ra. Đấy, ủ giảm sóc cũng vậy nhá. Đó, rất ổn luôn, đúng không ạ? Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Camry 2.0e 2015 vừa mới về tại showroom của em. Và mức giá em đang chào bán dành cho chiếc xe này chỉ có 510 triệu đồng. Và có thương lượng cho bác nào thiện chí thì trực tiếp nhấc máy và alo cho em Việt theo hotline là 0968228889 hoặc 0947598859 để hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc Toyota Camry này anh chị nhá. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn các chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất sẽ có mặt tại kênh YouTube Việt Xế Chất.